Hi, xin chào các bạn. Đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình. Thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz của Mỹ Hưng. Thì như các bạn đã biết thì Mercedes-Benz C300 AMG các bạn là một cái chiếc xe mà được Mercedes-Benz đầu tư rất là nhiều, cũng như được gắn lên trên em nó rất là nhiều những cái tính năng, có thể nói gọi là full option luôn. Và đa phần những khách hàng bên Duy các bạn thì rất là thích cái mẫu C300 AMG này, bởi vì là ngoài cái kiểu dáng là hiện đại, trẻ trung và cá tính, thì chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG của chúng ta từ trước tới giờ các bạn thì Mercedes-Benz hầu như là trang bị rất là nhiều những cái tính năng cho em nó ha. Nhưng đối với cái phiên bản ngày hôm nay, phiên bản C300 AMG V1 này, thì Mercedes-Benz còn nâng cấp thêm rất là nhiều những tính năng để hỗ trợ cho người lái và tính năng an toàn. Đó, thực ra thì với chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này, Mercedes-Benz có thể nói là muốn là thôn tính thị phần luôn các bạn. Có nghĩa là với cái tầm cái giá là 2 tỷ 199 triệu đồng này, thì Duy đảm bảo luôn, với chiếc xe C300 AMG nó có thể nói gọi là bá đạo trong phân khúc luôn các bạn. Đó, thì trước khi xem những cái option nâng cấp trên cái phiên bản V1 này như thế nào, thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem lại một vòng cái nội thất bên trong cũng như là bên ngoài của chiếc xe C300 AMG phiên bản V1 này. Ok các bạn nha. Kiểu dáng bên ngoài thì cũng như là bên trong thì các bạn sẽ thấy là hầu như nó cũng sẽ không có khác biệt gì so với lại cái phiên bản là V0 trước đây của chúng ta ha. Hầu như là không có khác gì về thiết kế, về hình dáng hết các bạn, vẫn giữ hầu như là tất cả 100%, không có khác gì hết ha. Đó, về phần đầu xe thì các bạn thấy nè, chiếc xe Mercedes-Benz C300 thì là chiếc xe được thiết kế theo cái phân khúc là AMG nè, thể thao nè, cá tính nè, và rất là mạnh mẽ ha. Đó, về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là những cái nét đặc trưng trên cái chiếc xe AMG
là cái phần lưới tản nhiệt các bạn. Thì trước đây các bạn sẽ thấy là phần lưới tản nhiệt thường là dạng viên kim cương, nhưng mà đối với cái phiên bản mà mới bây giờ các bạn thì là những cái ngôi sao ba cánh nha, nhỏ như thế này đó. Chúng ta thì không thể nào thiếu cái camera 360 độ phía trước ha. Đó, về phần đầu xe thì các bạn thấy là C300 AMG với những cái hốc lồi lõm nè các bạn. Đó, tạo nên cái nét cá tính rất là đặc biệt trên cái chiếc xe AMG. À, về phần đèn xe thì đây là một cái đèn xe có thể nói là tiên tiến nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Đây là đèn pha Digital Light. À, thực ra thì với cái đèn pha Digital Light này các bạn thì nó rất rất là đặc biệt luôn. Bởi vì là bên trong cái bóng đèn pha này các bạn, nó có tổng cộng là 1,2 triệu tấm kính nhỏ ha. 1,2 triệu tấm kính nhỏ cho một bên như thế này các bạn. Thật ra thì đối với cái phiên bản mà đèn Digital Light ở nước ngoài các bạn thì cái đèn của chúng ta có thể là chiếu được những cái hình ảnh trên đường, được trình diễn những cái hình ảnh ở trên đường. Nhưng mà vì là một số quốc gia các bạn thì họ sẽ không có cho mà mình chiếu những cái hình ảnh lên trên đường các bạn, thì nó sẽ vi phạm ha. Thì đối với phiên bản C300 AMG tại thị trường Việt Nam mà chúng ta thì chúng ta cũng sẽ phải tắt cái tính năng đó đi. Nhưng bên trong này nó sẽ có 1,2 triệu tấm gương để giúp cho cái ánh sáng của chúng ta có thể là sáng hơn rất là nhiều, và chúng ta có thể là mở những cái tấm gương bên trong này các bạn để mà tạo cho chiếc xe của chúng ta thì có những cái hình ảnh hoặc là cần vào chiếu vào những cái điểm mà chiếc xe đã lập trình sẵn ha. Thì thực ra với cái đèn pha Digital Light này các bạn, nó là một cái đèn pha cực kỳ phức tạp luôn ha. Các bạn có thể là xem thêm ở trên YouTube mà có rất là nhiều những cái video clip nói về cái đèn pha Digital Light này ha. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi sang bên hông một chút xíu. Về phần bên hông thì chiếc xe của chúng ta thì vẫn giữ cái nét đặc trưng nè bạn. Đây là bộ mâm của AMG, cũng sẽ không thay đổi gì so với lại phiên bản V0 ha. Thật ra các anh chị các bạn nào mà chưa có xem cái phiên bản V0 bạn, thì Di sẽ nói lại hầu như là nhanh những cái thiết kế bên trong bên ngoài của chiếc xe C300 V1 lần này ha. Đây là cái lớp dry redstone nè, kích thước lớp là 225/45R18, và cái lớp xe của chúng ta là lớp Runlat các bạn nha. Đó, lớp Runlat luôn. Thì một cái điểm là lớp Runlat thì khi mà chúng ta vận hành trên đường á thì bạn, thì chúng ta sẽ cảm thấy là yên tâm hơn, bởi vì là cái lớp xe nó còn một cái lớp chịu lực bên trong nữa ha, không thể nào bị mất áp suất đột ngột được hết. Ok, cụm phanh của chúng ta thì là một cái cụm phanh có cái chữ Mercedes-Benz ở trên đây, và cụm phanh của chúng ta là một cái cụm phanh rất là to, và đĩa phanh là đĩa phanh đục lỗ luôn các bạn nha. Thì đây là những cái chi tiết đặc trưng của những cái mẫu xe thể thao, những cái mẫu xe AMG ở bên Duy ha. Ok, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy từ bên hông các bạn, thì cái chiếc xe C300 AMG này nó cũng sẽ khác hơn so với lại C200 Avantgarde hoặc là C200 Avantgarde Plus ở cái phần này nữa nè các bạn. À, chi tiết vè ở bên hông sẽ được thiết kế là vè ra bên ngoài một chút xíu để tạo cho chiếc xe của chúng ta thêm cái phần mà cá tính và thể thao hơn thôi. Thì đối với phiên bản C200 hoặc là C200 Avantgarde Plus thì khu vực chỗ này thì nó được thiết kế phẳng các bạn, nó sẽ không có vè ra như thế này. À, trên tay nắm cửa chúng ta thì các bạn sẽ thấy là có một cái chi tiết mạ chrome, đồng nghĩa với việc là chiếc xe C300 AMG phiên bản V1 này chúng ta sẽ có cái tính năng là lóc cửa và mở cửa bằng cảm ứng ha. À, không cần phải sử dụng chìa khóa. Xe của chúng ta thì được trang bị cửa sổ trời toàn phần panoramic sunroof. Ok, về phần bánh sau thì Di sẽ cho các bạn xem cái kích thước của bánh sau luôn. Kích thước bánh sau là 245/40R18, có nghĩa là kích thước của bánh sau hiện tại bây giờ nó sẽ rộng hơn so với bánh trước một chút xíu các bạn ha. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn xem ở phần đuôi xe của chiếc xe C300 AMG này. Thì về phần đuôi xe đó bạn, thì những cái mẫu xe đặc trưng của AMG á, thì thông thường các bạn sẽ thấy là ở những cái chi tiết mà ở cản trước hoặc cản sau nó sẽ có những cái chi tiết lồi và lõm ha, những cái hốc ha, để tạo cho chiếc xe của chúng ta thêm phần cá tính và khí động học hơn, là các bạn sẽ thấy ở khu vực này. À, chúng ta sẽ có một cái hốc gió ha, một cái chi tiết được cắt cái vè nè, nhìn nó thể thao hơn nè. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ thấy là ở cái khu vực này chúng ta sẽ có những cái cánh phết tán gió ha. À, đây là những cái điểm đặc trưng nè của AMG nè. Và chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG hoặc là hầu như tất cả những các chiếc xe Mercedes-Benz hiện tại bây giờ bên Duy đều được trang bị là bô đối xứng luôn các bạn nha. Đều được trang bị là bô đối xứng ở hai bên. Và đối với cái chi tiết bô trên chiếc xe C300 AMG này, đây là chi tiết ốp bô thôi. Có nghĩa là hơi nóng của chiếc xe nó sẽ không được ra từ cái ống xả này mà nó sẽ đưa xuống đất ha. Bên đây có một cái ống xả nè các bạn.
Đó, và bên đây chúng ta sẽ có một cái ống xả nữa ha, là hai cái ống xả nó sẽ đưa xuống đất. Ok, phần cốp xe của chúng ta thì cũng giống như mọi khi Duy hay cho các bạn xem ha, ở bên trong chúng ta sẽ có một cái hộp quà, sách hướng dẫn sử dụng ha, túi y tế nó sẽ được nằm ở đây, một bộ thảm của xe ha. Và đặc biệt các bạn, bộ thảm này nó cũng sẽ khác so với những cái bộ thảm thông thường. Chúng ta sẽ có cái AMG ở đây ha, đây là bộ thảm của AMG luôn, bởi vì là xe của chúng ta được trang bị là cái lớp Runlast cho nên là chúng ta sẽ không có cái lớp dự phòng nằm ở đây các bạn nha. Ở đây là một cái cốp trống thôi. Xe của chúng ta thì được trang bị là Keyless Go cho nên là chúng ta sẽ có cái tính năng đá cốp cũng như đóng mở cốp bằng điện ha, ở đây các bạn nha. Logo AMG của chúng ta thì là khu vực này, còn bên đây là sẽ là logo của C300. Ok, về phần bên ngoài thì Duy sẽ cho các bạn xem nhanh như thế ha các bạn. Và bây giờ khi mà vào bên trong bên nội thất các bạn thì Duy sẽ cho các bạn xem những cái tính năng được nâng cấp trên các chiếc xe C300 AMG phiên bản V1 này nó sẽ đặc biệt như thế nào, và tại sao có rất là nhiều những anh chị khách hàng các bạn chờ đợi cái phiên bản V1 này. Ok, thật ra thì các bạn, trước khi đi vào những cái chi tiết và được nâng cấp thêm trên chiếc xe này các bạn, thì Duy muốn nói về cái nội thất của chiếc xe này một chút xíu nữa các bạn, bởi vì là cái nội thất của chúng ta nó quá là đẹp, quá là cá tính luôn. Các bạn thấy là những cái chi tiết mà mang cái phong cách thể thao, những cái thiết kế thể thao và cá tính, thì hầu như là khi mà chúng ta nhìn vào cái nội thất này thì chúng ta sẽ đoán được ngay luôn đây là một chiếc xe thể thao, bởi vì là hầu như tất cả những cái chi tiết của chiếc xe được thiết kế các bạn nhìn nó rất là cá tính ha. Đặc biệt là một cái vô lăng này, đây là cái vô lăng AMG thế hệ mới các bạn nha. Đó, và cái vô lăng này thì Duy bảo đảm luôn các anh chị và các bạn nào mà thích lái xe các bạn thì rất là thích cái lái cái vô lăng này, bởi vì đây là cái vô lăng đái bằng ha. Và cái vô lăng của chúng ta thấy nè các bạn, nhìn nó rất là cá tính ha. Và đặc biệt là cái vô lăng này được bọc bằng da nắp ba cho nên là khi mà chúng ta cầm vào tay lái các bạn thì nó có một cái độ mềm ha, một cái độ êm tai ha, rất là thích ha. Mặc dù đây là một cái chiếc xe thể thao ha các bạn. Đó, thông thường thì các bạn thấy là những cái chiếc xe thể thao thông thường cái vô lăng nó sẽ được thiết kế cứng ha, nhưng mà C300 AMG này chúng ta thì cầm nó vào nó cảm giác rất là êm, rất là thoải mái. Và chiếc xe C300 AMG màu đen ở thất màu nâu này các bạn có thể nói đây là cái phối màu mà hầu như là đa phần những anh chị khách hàng đều chọn các bạn. Các bạn thấy nè, cái phần ghế nó được làm hai màu ha, ở khu vực này là màu nâu và hai bên mép là các bạn đó là màu đen. Nó nghĩa là cái nội thất của chúng ta được kết hợp giữa màu đen và màu nâu ha, nó không tối quá các bạn, nó cũng không sáng quá à, rất là hay. À, những cái chi tiết về máy lạnh các bạn thì các bạn sẽ thấy nè, nó giống như những cái tuabin ha, tuabin, và bên trong này có đèn luôn các bạn. Thì cái nội thất của chiếc xe C300 AMG này khi mà về đêm các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp. Khu vực này thì các bạn sẽ thấy là có một cái chi tiết là ốp nhựa ha, nhưng mà các bạn nhìn thấy nó rất là giống bằng nhôm. Đấy, thì ánh sáng ở trong cái đèn nội thất này các bạn thì buổi tối nó sẽ hắt vào những cái viền nhôm này, nó tạo cái cảm giác nó rất là hay ha, rất là đẹp. Màn hình của chúng ta đây là một cái màn hình các bạn thấy không, được thiết kế rất là đẹp, và khu vực này hầu như là nó loại bỏ hết gần như là những cái nút bấm luôn, và còn rất là ít những cái nút bấm ở khu vực này đó. Và tất cả mọi thứ thì chúng ta sẽ điều khiển ở trên cái màn hình này các bạn nha. Đó, máy lạnh bây giờ chúng ta sẽ điều khiển trên màn hình này luôn, hệ thống bản đồ giải trí này nọ, tất cả mọi thứ đều trên này hết đó. Và cái chiếc xe C300 các bạn thì nó mang cái tính chất là hầu như là dành cho người lái, cho nên là cái màn hình này nó cũng sẽ xéo về người lái một chút xíu nè các bạn ơi, nó không phải là nằm thẳng ở giữa đâu, mà nó sẽ nằm lệch qua người lái của chúng ta một chút xíu, để khi mà người lái chúng ta ngồi ở vị trí này các bạn thì cái góc nhìn này nó sẽ tiện lợi hơn, cũng như là khi mà chúng ta cần phải thao tác trên màn hình này các bạn thì nó cũng sẽ thuận tiện và thoải mái hơn rất là nhiều. Khu vực này thì các bạn sẽ thấy đây là một cái chi tiết ốp, các bạn thấy rất là giống như carbon, nhưng mà không phải các bạn, đây là cái chi tiết ốp kim loại ha. Thì đối với những cái chiếc xe thể thao các bạn thì các bạn biết là thông thường sẽ được ốp bằng carbon, nhưng mà carbon thì nó chi phí nó rất là đắt tiền các bạn đó. Nhưng mà đối với cái chi tiết trên chiếc xe C300 này thì ốp bằng kim loại nó cũng rất là hấp dẫn các bạn ha. Đó, những cái chi tiết điền được những cái đường chỉ nè, các bạn thấy không, màu nâu nè, rất là đẹp ha, cửa sổ trời toàn phần. Ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem những cái điểm vừa mới nâng cấp trên cái chiếc xe C300 AMG này. Đầu tiên đó chính là cái hệ thống giữ khoảng cách Distance
trên cái chiếc xe đó. Thì các bạn sẽ thấy là cái chiếc xe C300 AMG phiên bản V1 này nó sẽ có một cái nút bấm chỗ này nữa ha. V0 của chúng ta thì sẽ không có cái nút này các bạn nha. Đây là điểm nhận diện giữa V1 và V0 nè ha. Đó thì với cái tính năng là Dictionate này thì sẽ giúp ích cho chúng ta khi mà chúng ta di chuyển trên những cái đoạn đường cao tốc bạn. Thì các bạn biết rồi, xu hướng ở Việt Nam của chúng ta các bạn thì càng về sau các bạn thì chúng ta sẽ đều di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác bằng đường cao tốc ha. Và hiện tại bây giờ những cái tuyến đường cao tốc được xây dựng rất là nhiều luôn. Thì cái việc mà chiếc xe của chúng ta được trang bị cái tính năng Dictionate này nó cũng sẽ thoải mái hơn cho chúng ta khi mà chúng ta di chuyển một cái đường xa và thường xuyên di chuyển trên cao tốc. Đó, ví dụ như khi chúng ta set cái bấm vào nút bấm này các bạn thì chúng ta sẽ thấy ở trên màn hình của chúng ta sẽ xuất hiện là một cái hình là cái chiếc xe và nó có sẽ giữ khoảng cách nè các bạn. Đó các bạn thấy không? Đó, hiện tại thì Di đang chọn ở cái mức độ là xa nhất là 4 cái gạch nè. Các bạn thấy không? Di bấm một cái nữa thì nó còn 3 gạch, 2 gạch hoặc là 1 gạch. Có nghĩa là cái khoảng cách của xe chúng ta với lại cái chiếc xe phía trước của chúng ta xa hay là gần thì chúng ta có thể tự động cài đặt. Đó, ví dụ như Di sẽ chọn ở cái mức là 4 nấc như thế này thì chiếc xe của chúng ta nó sẽ lúc nào cũng giữ khoảng cách ở cái xe đi phía trước hết các bạn. Xe phía trước chạy nhanh hơn thì xe chúng ta sẽ chạy nhanh hơn, xe phía trước chạy chậm hơn thì xe chúng ta sẽ chạy chậm hơn, hoặc là xe phía trước dừng lại thì xe của chúng ta sẽ dừng lại luôn, và lúc nào cũng sẽ giữ cái khoảng cách giống như là chúng ta đã lập trình. Thì với 4 cái nấc này các bạn thì Di không có biết chính xác là nó giữ cái khoảng cách bao nhiêu ha, nhưng mà nó sẽ giữ ở một cái khoảng cách mà chúng ta đã lập trình là xa nhất đó. Còn nếu mà chúng ta muốn gần hơn thì chúng ta sẽ bấm một cái nữa thì nó còn 3 nấc hoặc là 2 nấc, và gần nhất là chúng ta sẽ còn có 1 nấc thôi đó. Nhưng mà chiếc xe của chúng ta lúc nào cũng sẽ giữ khoảng cách với lại cái chiếc xe phía trước của chúng ta. Ví dụ trong trường hợp là có rất là nhiều những anh chị khách hàng đặt ra cái câu hỏi là ví dụ như là cái chiếc xe phía trước của chúng ta đang chạy ở trên đường cao tốc và chạy ở tốc độ là khoảng tầm hơn 120 km/h hoặc là hơn 130 km/h thì lúc đó xe của chúng ta nó sẽ bị coi như là quá tốc độ. Thì không phải các bạn, chúng ta vừa lập trình khoảng cách và chúng ta sẽ vừa lập trình cái rule control nữa. Đó, cái rule control là như thế này. Đó, rule control thì chúng ta sẽ lập trình ở cái tốc độ như chúng ta mong muốn. Ví dụ như là cái xe của chúng ta muốn là lập trình ở tốc độ tối đa là 100 km/h thôi thì xe chúng ta chỉ chạy tối đa là 100 km/h thôi các bạn. Nó sẽ không có bị cái trường hợp là quá tốc độ giống như là đi theo cái chiếc xe phía trước ha. Đây là một cái điểm mà cũng có rất là nhiều những anh chị khách hàng hỏi gì. À đó, và với tính năng này các bạn thì Di nghĩ là chỉ phù hợp khi mà chúng ta đi trên đường cao tốc mà thôi. Còn những cái đoạn đường như là ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như thế này các bạn thì mật độ giao thông nó cũng rất là phức tạp, cho nên là với cái tính năng mà giữ cái khoảng cách Dictionate này thì hầu như là chúng ta hầu như không có sử dụng ha. Đó, ngoài cái tính năng Dictionate nâng cấp mới này thì chúng ta tính năng nữa các bạn, Di sẽ vào đây cho các bạn xem. Các bạn sẽ vào cái phần menu điều hòa chất lượng không khí. Các bạn thấy nè các bạn, hiện tại ở bên ngoài ha thì chúng ta sẽ có là 18 PM2.5. Đó thì PM2.5 nó gọi là một cái thông số để chúng ta đo cái bụi mịn đó các bạn. Bụi mịn là 2.5 micromet ha. Đó, và bên ngoài hiện tại là 16, và với cái thông số là 16 như thế này các bạn thì hiện tại ở khu vực Phú Mỹ Hưng các bạn thấy có rất là nhiều cây xanh ha, thì với cái mức này thì nó ở cái mức gọi là vừa phải thôi. Nó không phải là cái mức mà tốt. Di nghĩ là nếu mà chúng ta mà chạy cái chiếc xe vào ở cái khu vực ở phía cách cái đường Nguyễn Văn Linh này xa vào trong bạn thì có thể là cái phần mà chất lượng không khí của chúng ta ở bên ngoài nó sẽ tốt hơn nữa ha. Đó các bạn thấy không? Bên trong xe của chúng ta hiện tại chỉ có là 2 hoặc là 1 thôi. Có nghĩa là bên trong xe của chúng ta hiện tại bây giờ không khí nó rất là sạch, gần như là sạch nhất có thể luôn ha. Đó, thực ra đây là một cái tính năng mà nó chỉ có trên những cái chiếc xe như là Maybach các bạn. Maybach mới có cái tính năng này thôi. Nhưng mà bây giờ chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG phiên bản V1 của chúng ta lại có với cái tính năng này ha. Và bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái phần thông tin này nó sẽ như thế nào. Bộ lọc than nè, nó có nè, bộ lọc than hoạt tính nè, lọc sạch bụi mịn nè, phấn hoa nè, mùi khó chịu cũng như là lưu hình dioxit và oxit nitơ trong không khí lấy từ bên ngoài đi vào nè, kết hợp với cơ cấu điều khiển gió trời, gió tuần hoàn thông minh, bộ lọc luôn đảm bảo cung cấp không khí tốt nhất có thể cho cái phần nội thất xe. Và xin lưu ý là chúng ta sẽ bảo trì cái hệ thống lọc này thì chúng ta chắc chắn rồi,
đây là cái hệ thống lọc than hoạt tính mà chúng ta sẽ xài một thời gian chúng ta sẽ phải thay thôi đó. Và đối với các anh chị các bạn mà bị mà viêm mũi dị ứng đó các bạn, thì Duy nghĩ là với cái chiếc xe Mercedes-Benz C300 với cái bộ lọc mà không khí như thế này thì nó rất là tốt luôn ha, rất là tốt luôn. Đây là một cái điểm nâng cấp nữa trên cái chiếc xe này. Và một cái điểm nâng cấp nữa các bạn, thì hầu như là rất là nhiều những anh em bán hàng hoặc là những khách hàng đều coi như là không chú ý đến phần này các bạn. Nhưng mà đối với chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG lần này được nâng cấp, đó là chính là cái tính năng reset. Các bạn sẽ thấy là ở hai cái dây seatbelt của chúng ta ở phía trước bạn, chúng ta sẽ thấy có cái chữ reset. Đây là một cái tính năng an toàn từ trước đến giờ chỉ có trên những cái mẫu xe như là E-Class hoặc là S-Class thôi. Nhưng đối với chiếc xe C300 AMG V1 này, lần đầu tiên được Mercedes-Benz tích hợp cái tính năng reset này. Thì với tính năng reset này, đây là một cái tính năng an toàn để hỗ trợ người lái trong những cái tình huống trước khi va chạm xảy ra. Ví dụ khi mà xe của chúng ta các bạn, chúng ta ngồi không đúng vị trí á, khi mà chúng ta chỉnh cái ghế này, chúng ta cài seat belt lại hết ha, thì thông thường chúng ta sẽ chỉnh ở một cái vị trí là cái ghế rất là nằm hoặc là rất là lùi về phía sau luôn, hoặc là lúc đó là cửa sổ trời có thể mở. Thì khi mà chiếc xe chúng ta bị rơi vào cái tình huống mà nó bị trơn trượt hoặc là cảm thấy là hệ thống ESP nó bắt đầu hoạt động các bạn, hệ thống chống trơn trượt bắt đầu hoạt động, thì cái chiếc tính năng reset này nó sẽ bắt đầu hoạt động luôn. Có nghĩa là nó sẽ điều chỉnh cái ghế của chúng ta dựng đứng lên ở một cái vị trí có thể nói an toàn nhất nè. Dây beo nó sẽ siết cái người ngồi vào đúng cái vị trí an toàn nhất đó, để khi trong trường hợp mà có túi khí nổ ra các bạn, thì đây là một cái vị trí an toàn và giảm tối đa những cái chấn thương dành cho cái người ngồi ghế ở phía trước ha. Đây là một cái tính năng rất là an toàn và từ trước tới giờ nó chỉ có trên những cái dòng xe E-Class hoặc là S-Class mà thôi. Hoặc trong trường hợp là cái xe của chúng ta chưa đóng sunroof hoặc là chưa đóng cửa kính, thì cái chiếc xe của chúng ta sẽ tự động đóng cửa kính lại luôn các bạn nha, và đóng sunroof luôn. Nó rất là hay ha. Thực ra với cái tính năng an toàn như thế này các bạn, thì hầu như đa phần những khách hàng đã từng sử dụng rất là nhiều những chiếc xe Mercedes-Benz luôn các bạn đều cũng có thể là không biết cái tính năng này. Bởi vì là cái tính năng này hầu như là khi mà có những cái tình huống nguy hiểm xảy ra thì nó mới bắt đầu hoạt động ha. Thì với ba cái tính năng rất là cao cấp và rất là hay vừa rồi Di đã cho các bạn xem bạn, thì Mercedes-Benz điều chỉnh chiếc xe từ phiên bản V0 là 2.089 triệu lên là 2.199 triệu cho cái phiên bản V1 này, thì có nghĩa là nó sẽ tăng 110 triệu bạn cho ba cái hệ thống an toàn rất là cao cấp này. Thì Di nghĩ là với một cái số tiền rất là hợp lý như vậy, thì đó là lý do tại sao mà khách hàng bên Di hầu như là đều chờ đợi cái phiên bản V1 này. Ngoài ba tính năng vừa được Mercedes-Benz nâng cấp cho chiếc xe V1 này, thì chắc chắn bạn thì chiếc xe của chúng ta vẫn giữ lại những cái hệ thống an toàn giống như là phiên bản V0, đó là hệ thống phanh chủ động nè các bạn thấy không, hệ thống giám sát làn đường chủ động nè, hệ thống hỗ trợ cảnh báo điểm mù nè. Có nghĩa là hầu như là với cái chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này, nó có đầy đủ hết tất cả những cái tính năng hỗ trợ lái an toàn của một chiếc xe Mercedes-Benz, cũng như là những cái chiếc xe coi như là ở nước ngoài luôn các bạn. Đó có nghĩa là chiếc xe của chúng ta bây giờ ở Việt Nam, thị trường Việt Nam nó không khác gì so với một cái phiên bản full option ở nước ngoài hết. Đó, và trước đây các bạn có rất là nhiều những anh chị hỏi là chiếc xe Việt Nam tại sao khi về Việt Nam nó cắt bỏ option này, cắt bỏ option khác ha các bạn. Thì giờ đây Mercedes-Benz C300 AMG V1 của chúng ta đã có hết tất cả những cái tính năng an toàn gì mà trên thế giới hiện tại đang sử dụng ha. Ok, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem lại cái phần động cơ của chiếc xe C300 AMG này nữa, một cái phần mà coi như là làm cho khách hàng cũng rất là thích thú ha. Ok, và đây là động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG phiên bản V1 bạn. Thực ra thì với động cơ này nó cũng sẽ không khác gì so với động cơ của bản V0 ha, không có khác gì hết. Thì đối với phiên bản V1 của chúng ta thì hầu như chỉ được nâng cấp về những cái tính năng về hệ hỗ trợ lái thôi. Đó, thì C300 AMG V1 chúng ta được trang bị cái động cơ 2.0 lít công suất là 258 mã lực cùng với lại cái motor điện 48V. Đó, và hộp số của chiếc xe C300 AMG vẫn là hộp số 9G Tronic, được trang bị hầu như trên tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz từ S-Class cho tới là Maybach. Động cơ 2.0
258 mã lực này giúp cho chiếc xe C300 AMG của chúng ta tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ mất là 6 giây thôi. Đó, để biết thêm chi tiết về cả chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG phiên bản V1 này hoặc là tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.